Xin chào mọi người. Hôm nay giống như theo lịch trình thì em đã tới thứ bảy là em sẽ livestream đọc sách, nhưng mà bởi vì tới thứ bảy tuần rồi em bận công việc quá cho nên là hôm nay em mới đọc cho mọi người nghe ha. Hôm nay ngồi bán vé số mà cũng rảnh rảnh lắm, tại vì bán ế mà đâu có bán đắt đâu, cho nên đó là ngồi buồn buồn lấy sách ra đọc. Ở nhà em hiện tại là rất là nhiều sách nha, tại vì em bán sách mà từ hồi em xong tôm tới nay em không có đăng sách nữa nên em không có bán được nhiều nữa. Giờ thôi chắc ôm đọc luôn, vé số không bán được ôm trúng luôn, sách không bán được ôm đọc luôn. Biết sao giờ, đọc tiểu thuyết này nha. Tiểu thuyết này cũng được lắm á. Mới đầu nghe cũng hay hay mà khúc sau thì kết thúc hơi bị trớt một chút. Của Nhật Bản. Cô gái vượt thời gian. Giống em vậy, em cũng vượt thời gian nè. Em đến từ tương lai nên em không giống ai hết trơn. Được hen. Tiểu thuyết của Nhật Bản. Nghe của tác giả người Nhật Bản. Yasutaka Tatsui. Ông này sinh năm 1934 tại Osaka, tốt nghiệp trường đại học Doshisha chuyên ngành văn học. Ông không những viết sách mà còn là đóng phim, làm đạo diễn nè, rồi viết kịch, làm rất là nhiều. Nói về tiểu thuyết Cô gái vượt thời gian này á, thì em đọc rồi em cảm thấy á, cái tiểu thuyết này nó cũng hay hay, cũng được. Câu chuyện cơ bản là nói về một cô gái giống như là bị một người bạn của mình, mà người bạn đó là đến từ tương lai á, rồi quay trở về hành tinh, quay ôi không phải lộn, quay ngược trở về thời gian, nghĩa là đâu là từ bao nhiêu thế kỷ sau á, quay ngược trở về cái thế kỷ hiện tại, rồi sau đó pha chế một cái loại thuốc để mà cho cái cô gái, cho cái cô bạn mà hiện ở trong hiện tại á, bị ngửi phải cái thuốc đó rồi bị giống như là có một cái phép thuật để mà có thể quay ngược lại thời gian. Câu chuyện nghe hấp dẫn. Và cô đó, cô gái ấy là bị quay ngược thời gian như thế nào thì bây giờ em sẽ đọc trước một đoạn. Cái đoạn đầu tiên này có tên là Bóng đen ở trong phòng khoa học. Sân trường sau giờ học yên tĩnh đến lạnh lẽo. Thi thoảng đâu đó có tiếng đóng mở cửa vang vọng khắp khu hành lang, không một bóng người. Tiếng ai đó đang chơi bản Bolognese của Chopin vọng ra từ lớp học piano nghe thật êm ái. Đó cũng là lúc mà ba người bạn cùng lớp là Yoshiyama Kayuko, Fukamachi Kayuo và Asakura Goro vừa dọn vệ sinh xong lớp khoa học tự nhiên gần đấy. Hắn mở đầu bằng một cái đoạn rất là hay, nghĩa là nó miêu tả cho ta một cái khung cảnh của một cái ngôi trường, nghĩa là cái câu chuyện này liên quan học sinh ha, ba bạn học sinh. Bây giờ nhắc tới lên ba bạn học sinh. Rồi tiếp theo đây. Được rồi, để tớ mang rác đi vứt. Hai cậu mau đi rửa tay đi. Vậy phiền cậu nhé. Nói rồi Kazuo và Goro ể oải lê bước tới khu vực rửa tay, xếp hàng chờ đến lượt mình. Ngầm so sánh hình thể của hai người bạn từ phía sau khiến Kayuko không khỏi phì cười. Sự kết hợp giữa hai cái người này á, thật đúng là thật và thú vị. Kayuko thì cao lớn, còn Goro thì hơi béo, người lại lùn thấp. Tuy cả hai đều học rất là giỏi, nhưng mà Goro lại thuộc trường phái thực tế, cực kỳ nỗ lực. Tính cách cũng rất là chính trực. Đối lập với người bạn của mình thì Kayuo lại theo trường phái mơ mộng, lúc nào trông cũng như đang thả hồn thơ thẩn trên cung trăng. Thật chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì, có lúc còn tạo cho người đối diện cảm giác hơi đáng sợ. Vừa rửa tay thì Goro ngẩng mặt lên nhìn Kayuo và khơi chuyện. Này, công nhận Yoshiyama dễ thương thật. Mỗi tội tính bảo mẫu của cô ấy mạnh quá mức. Rồi Kayuo đáp lại, sao cậu nghĩ vậy? Cậu không thấy thế à? Goro ưỡn ngực lên, khuôn mặt căng phòng đỏ ao lên, như là bực bội cái cô bạn đó là sao mà đi mà sai biểu hai đứa mình làm việc giặt giặt, giống như là
bảo mẫu vậy đó. Rồi Yoshiyama xem tụi mình như em bé không bằng, còn bảo mau đi rửa tay nữa chứ, đến là phát bực. Chắc cậu nói đúng, Kayuo đáp thờ ơ, mắt mơ màng trong khi đang thong thả rửa tay. Sau khi vứt rác phía sau cổng trường về, Kayuko khẩn trương mở cửa phòng thí nghiệm bên cạnh để cất các dụng cụ vệ sinh. Và bắt đầu từ cái khúc này thì câu chuyện bắt đầu từ khi mà Kayuko là cô bạn trong ba người bạn thì có hai người bạn là con trai, Kayuko là con gái. Kayuko mở cửa phòng thí nghiệm ra và câu chuyện bắt đầu từ đây. Trong phòng thí nghiệm này lúc này xuất hiện một bóng đen. Phòng thí nghiệm này là cái nơi chứa những cái giáo cụ chuyên dùng để thực hành trong tiết học. Vì vậy nó có hai cửa ra vào, một cửa dẫn vào lớp học lý thuyết, cửa còn lại dẫn ra ngoài hành lang. Ơ kìa, Kayuko khẽ nắm giữ cửa liếc nhìn vào bên trong.